vậy là tôi đã mãn nguyện rồi. Tôi đã giết được thằng khốn nạn đã phá vỡ gia can của tôi. Bây giờ tôi đi gặp mình đền tội. Anh Minh, anh khoan đi đã. Tình nghĩa của chúng ta đường chân dơ, nhưng kỷ niệm của ba năm hương lửa vẫn còn mãn mang chất nặng ở trong lòng. Gặp lại nhau thì ân tình lỡ nguồn, chết vợ linh hồn khóc duyên ly tan. Anh đã trở về thì cần gặp lại mặt con, nó đã khác tình cha từ ngày rời xứ mẹ. Vậy anh hãy đi con mà nếm tình tha cho người bạn hối gắng tội cho em. Nhưng em hãy ráng giữ tính già lại, anh sẽ gọi xe cứu thương đưa em đến bệnh viện. Dù sao anh cũng là kẻ sát nhân, anh đã giết chết hai cha. Nếu ở lại đây cũng không có cảnh tù tội. Không không không, em sẽ nhận lại anh là thủ phạm. Em đã giết chết hai cha vì nó đã hành hạ em. Nhung ơi, em đừng quên anh là tân tù dược luôn. Vậy ai mấy năm biệt xứ lâu đài, 18 năm qua đôi với anh nó là những chuỗi ngày dài. Nay gặp lại nhau thì hết hờn hết giận, anh vẫn còn thèm nghe từng tiếng khóc của kẻ thơ. Con con bây giờ nó đã có chồng chưa em? Liệu gặp lại anh nó có nhận ra tình vô tư? Thế cũng lại thở chăm thêm buồn thêm khổ thêm nhớ thêm thương. Cha này bị giết, thay thầy gồm gấp tan vật, hội xe cứu thương mau đến đây. Chị Nhung, tại sao chị lại bị thương? Bị hành hạ nhẫn tâm, chính tôi là người đã giết hai ca, giết một con chó ghẻ mà suốt 18 năm dài chung sống với tình chồng vợ. Một lỡ lòng mà tôi mới vừa sạch hết thôi. Chết rồi thì yên phần của nó, và tôi cũng chấm dứt cuộc đời tôi lần cuối cùng của một người sắp chết. Cầu xin anh, cầu xin anh hãy cho anh Minh gặp lại con thơ. Đó là ân huệ cuối cùng mà anh đã dành lại cho tôi. Tôi là thủ phạm, anh nghe rõ chưa?